xót xa lời nhắn nhủ trước khi qua đời của Đức Long tới Cao Thái Hà. Diễn viên Đức Long qua đời ở tuổi 33 khiến người thân, bạn bè, đồng nghiệp và khán giả không khỏi thương tiếc, đặc biệt là Cao Thái Hà, bạn thân 10 năm của diễn viên Đức Long. Cả hai đã có quãng thời gian dài đồng hành với nhau từ khi chưa nổi tiếng. Vào thời điểm Cao Thái Hà bị dư luận chỉ trích vì vai Thúy Kiều trong bộ phim điện ảnh Kiều, Phạm Đức Long đã ở cạnh an ủi bạn thân. Con đường tôi đi sẽ có những vật cản và hố sâu. Điều quan trọng là chúng ta vững tin và mạnh mẽ bước đi. Hãy đón nhận nguồn năng lượng tích cực, còn những tiêu cực hãy gạt một bên. Dù trời có sập thì bên cạnh bạn vẫn luôn có tôi. Nghiệp thì dễ gây, sống an nhiên và tâm tịnh mới khó. Chúng ta cứ bên nhau như lúc này bạn nhé, nam diễn viên chia sẻ. Thế nhưng lời nhắn nhủ mãi bên nhau đã không thể thực hiện được khi diễn viên Đức Long đã mãi mãi ra đi ở tuổi 33. Trước đó 3 ngày, diễn viên Cao Thái Hà nghẹn lòng tâm sự. Long ơi, đã 7 ngày trong phòng hồi sức tích cực rồi. Hà biết Long đang chịu rất nhiều thứ trong đó. Hà biết Long vẫn đang chiến đấu vì mẹ, vì gia đình, vì Hà và những người yêu thương Long. Long khỏe âm lại ra khỏi phòng đó rồi trả lời cho mọi người đi. Rất nhiều người lời hỏi thăm Long, Hà không trả lời nổi nữa. Giữa showbiz bộn bề, tình bạn Cao Thái Hà và Phạm Đức Long vẫn kéo dài một thập kỷ. Sự ra đi của bạn thân là sự đả kích rất lớn đối với nữ diễn viên. Cô chia sẻ nguyện vọng của mình sau khi hỏa táng và mang tro cốt Long về chùa. Hà xin phép mẹ Long mang tấm ảnh nhỏ về nhà đặt cạnh bàn thờ của cha. Mỗi ngày Hà sẽ thắp hương cho Long. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.